Lâu đó mới gặp lại ông luôn á. Hôm nay lâu ổng ăn quê thị. Giờ đây bận số không ăn buffet ha. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Sao bấm tiền đâu thì mà cái nào mời ông qua bữa bây giờ à, cái menu luôn rồi. Ủa anh muốn gọi cái lẩu tiền đâu. Đây chủ đạo quá à. À vậy hả, rồi rồi. Ý là quay kiểu biết ở đây để ý bạn bè ghé. Quay bạn có bữa nào ghé. Ê quay cho bạn coi bữa nào vậy là. Cái không gian rộng rãi bọn. Rồi rồi rồi. Cứ tự nhiên đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình tao, nguyên là tiếng của mình tao. Không, vì ông thánh thánh buffet nay lại đổi hết giờ. Rồi rồi.
đây chuyển hại qua lẩu. Bạn chờ tắt đâu hả? Được rồi chứ. Được quá à. Món này em kêu thêm hay là nó có sẵn trong lẩu? Món này là món sắp 9.000 nè. À cái này kêu thêm á hả? Cái này là sắp 9.000 nè. À giờ còn cái này là kêu thêm không? Hả? Cái này là 60.000. 60.000, ông kêu cái này cũng kêu thêm á hả? À trời. À trời. Rồi vậy em. Tao bao nhiêu tiền tao tiền chứ. Rồi rồi rồi. Dạ dạ dạ. Khóc. Đường nào mày mày đông đi còn này à. 6.000. À, rồi rồi. Ừ, ra ngoài mua thì có 3.000 thôi. À. Còn đem ra đây mua là nó quýt chết. Đó, đừng quay tao được rồi. Tao mà nghe thấy. Có gọi cái gì chiên không? Kéo nào cũng thịt, thích kéo, kéo nào kéo đi. Lỗ số 9.000 được quá ha. Giá bình dân cũng được. Ăn cũng được. Ờ, ăn cũng bình dân đúng không? Có bên đây nữa nè. À, rồi, 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 có rau nữa hả? Quay bên đây nữa. À, có dĩa rau nữa. Quay không bán được đúng không? Thôi, tặng dĩa rau là ok rồi. Đây, để đây đi. À, rồi, rồi, để đây nè. Đó rồi. Có 200. Để cho nó nóng thôi. Rồi 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 rồi. Bạn chờ tắt luôn ok rồi đó. Lửa lớn quá ha, cái này có cái này đỏ nó đắp lửa ngoài ha. Rồi lẩu đây hiện đại chứ. Trời. Thấy không, ăn uống chuyên nghiệp quá ha. Thấy không, ăn lẩu cũng chuyên nghiệp đó, ăn buffet cũng chuyên nghiệp, ăn lẩu cũng chuyên nghiệp đó ha. Đúng rồi, thánh thánh ngủ có khác. Bỏ luôn hả? À. Có mực, có bộ chất lượng á. Quá chuyên nghiệp luôn. Này giống gì ta, lẩu Thái á ha, nhìn giống lẩu Thái mà. À các em nhìn nó rót nước mắm mới chuyên nghiệp quá ha.
bỏ vô à? Dạ, chị mình đi hai người, hai người. Có chuyên nghiệp luôn. Rồi để chút cho nó nóng quá không? Giờ cho nó nóng nóng chút rồi. Rồi, ủa tao đi chính đó hả? Chưa mà. À vậy để ra luôn. Ở đây không gian cũng rộng rãi mà. Không gian nhìn rộng rãi thoáng mát quá ha. Được, tôi thấy ở đây cũng được. Ăn uống bình dân đó không? Bình dân đúng không? Bình dân Tân Phú này kia cũng được đúng không? Hai trăm lẻ tư Bình Long đó ta, 204 Bình Long và Tân Phú rồi. Bên kia đây Bình Tân rồi, đối diện Bình Tân, bên đây là Tân Phú. Hôm nay được đi ăn cùng Thánh, ăn uống tép hưng. Cái bữa khám phá những cái quán buffet, anh đã khám phá một số quán buffet bình dân rồi. Cuối cùng mọi ngóc ngách gì, nói chung là tất cả nhiều ngóc ngách nào là nó biết rồi hả? Sài Gòn này á, quán xá này kia không biết nhiều ha. Bữa nào mày đi ăn buffet ở đường Điện Phủ này. Điện Phủ ở bữa nào đây đi. À rồi rồi. Mới gần khu Dinh Văn Thánh á. À rồi rồi, bữa nào tôi quay với ông. Chinh chiến với ông chứ không, chứ ông để ông mình rồi bà. Bất ông chạy qua đây hoài. Đúng rồi. Vậy bữa nào đi chinh chiến với ông chứ không lại bắt ông chạy qua bên phía bên đây hoài. Ok, em đi gần hơn bên phía đông á, phía đông thì ông tính ông đi gần hơn bên đây, nhưng mà nó kẹt xe hơn bên đây, hướng nó đi nó kẹt xe hơn. Giỡn hoài đi, bên này cũng bị kẹt xe tại bây giờ luôn. À đây đâu đi gần chừng tình trọng kẹt xe không chứ. À đồ nặng ổn vớt ra rồi hả? À quá chuyên nghiệp luôn ha, vớt ra sợ nó nóng quá ha. Bữa nào qua tôi qua nó chinh chiến với ông mà hôm nay để ông mình chiến buffet cho ông 9,000. Ok. Rồi ok. Minutes later. Mới hả? Đậu hũ này hũ chi nước mắm cái gì? À, đậu hũ này là gọi là đậu hũ hũ kỳ á. Hũ kỳ hả? Tôm chiên, tôm hũ đậu hũ kỳ hả? À. Ăn được quá, ngon không? Nhưng mà ít quá, có vẻ ít quá ha. Tôm chiên kẹp còn vậy đúng không? À, đúng giá rồi ha. Được. Mừng món mới á. Tính ra cũng khám phá nhiều món á ha.
này thấy chu đáo quá ha. Ủa sao giờ chưa châm lửa hả? Rồi để châm lửa mới bỏ lên chứ. Cái này châm lửa mới bỏ lên chứ anh. Đây một bụng chu đáo rồi. Châm lửa chưa? Chưa châm lửa mà.